lòng thành kính xin quy y Tam Bảo. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tam Bảo. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tam Bảo. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tam Bảo. Ti sarana gamanang paribunang pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Sa thụ lành thai. Dạ, con xin chăm hối. Dạ, chúng con xin vâng. Bà nà ti bà ta vê ra mạ ni sik hà phá đăng sa mà đi yà mi a di nà đà nà vê ra mạ ni sik hà phá đăng sa mà đi yà mi kame su mi cha cha ra vê ra mạ ni sik hà phá đăng sa mà đi yà mi mu sa wa đà vê ra mạ ni sik hà phá đăng sa mà đi yà mi Sura meraya macchappamadathana vera mani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinna dana về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chap mama da thana về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Tisaranena saha panchasilang sathukang katoa apamadena sambadetha. Sau khi quý vị đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo rồi thì hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Dạ, chúng con xin vâng. Silena suka tinjanti, silena poga sambada, silena nipu tinjanti, ta sama silang viso thaye. Tất cả chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả sanh được giàu sang tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy nên chư quý vị hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thụ lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay,
Nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chư tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiểm sao, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh có oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giảm nhân thanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cầm mang cấp tập bằng ký đi văn mà cả dê na quả cha ma na sa thì đã sẽ su ga tăng cả tặng dê sa ta sa nhị nơ và thị dê cho sa ta sa nhị nơ ca tăng buồn nhà hòa lăng mày hao sa bê và a ghi và hoàn thực tê dễ tăng ca tăng su quý đi tăng định năng buồn nhà hòa lăng mày ya về cho ta thành là trả nhanh thì để qua gần to này về đã dũng sắp bê lô cam thì dễ sắp ta chỉ quan ta đã hê tu ca mà muốn năng phô trả năng sắp bê là phàn tu ma ma chê ta sa ti ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên diệu là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tường được mà hưởng an. Ừ, con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiện chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca càng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Tiêu Hoan Hỷ mà Chư Tôn Đức Tăng truyền trao hướng dẫn cho chúng con được thọ trì quy như pháp. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Như Pháp để bái tâm bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với chư tôn đức. Như Pháp xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính lễ cô tu nữ Viriyatana, cô tu nữ Tề Duyên, kính chào người phương Nam, kính chào Sati Amata, mến chào Thina, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, kính chào Huynh Nhá Xuất Thí, kính chào cô Sương Mai, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, một lần nữa con thành kính kính chào buông bỏ và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, xin đạo tràng chúng ta chuẩn bị có thể hôm nay để ôn mới vừa vị đã ôn ba bài luôn. Dạ, 143 đến 145 của Pháp Cú Kinh ngày hôm nay và sẽ do Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn cũng như điều hợp. Và bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư
Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Ăn Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rạnh ràng, não phiền kết buộc sân tham còn. Nhìn pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều phần gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong thánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Chư pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 25 tháng 5, chúng ta tiếp tục với buổi ôn tập cuối tuần. Và buổi ôn tập cuối tuần này chúng ta ôn tập ba câu kệ ngôn pháp cú số 143, 144 và 145, là ba câu kệ ngôn pháp cú cuối cùng trong phẩm Đan Đa Quốc Giá phẩm hình đao trượng. Tuy có ba câu kệ ngôn nhưng mà chỉ có hai cái duyên sự. Câu kệ ngôn 143 và cùng một cái duyên sự, và câu số 145 có một cái duyên sự. Và nên chúng ta sẽ ôn tập cả ba câu kệ ngôn này trong ngày hôm nay. Và sau khi chúng ta ôn tập tập thể xong thì mời quý vị chúng ta cũng lần lượt ôn tập và đọc lại phần chánh kinh, phần dịch nghĩa cũng như là phần duyên sự tóm tắt của cả ba câu kệ ngôn pháp cú này. Và bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cho buổi ôn tập ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sang khang namami. Và một lần nữa xin mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Phú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập cuối tuần với ba câu kệ ngôn pháp cú số 143, số 144 và số 145 ở phẩm Đan Đa Quốc Giá phẩm Đao Trường. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập này. Câu
Kệ Ngôn Pháp Cú số 143, Phẩm Hình Phạt Tranh Đấu Quốc Cá. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ka sa ming vi cha ti yo nin dang a ba po the ti sa so pa ta ro ka sa mi wa. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ka sa ming vi cha ti yo nin dang a ba po thê ti a so pa ta ro ka sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Câu số 144. Asoya tha pataro kasani vitho atabino sangvegino pavatha sathaya silena cha viriyena cha samadina thamma vinicca yena cha sambana vichya charana patissata cha he sata dukkha midang anapakang aso yatha pataro kasani vitho atabino sangvegino pavatha sathaya silena cha viriyena cha samadina thamma vinicca yena cha sambana vichya charana patisan patisata cha hisatha dukkha midang anapakang. Như ngựa hiền chậm rồi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Như ngựa hiền chậm rồi, hãy nhiệt tâm hăng ái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Câu số 145. Ô đa gan hi na yan ti net ta ka ô su ka ra na ma yan ti te cha nang đa rung na ma yan ti ta cha ka a ta nang đa ma yan ti su pa ta ô đa gan hi na yan ti net ta ka ô su ka ra na ma yan chandi tachaka anandamayandi sabbata. Người trị thị dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Người trị thị dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sa thú lành thai. Nhà cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ Most Buy. Và ba câu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta có hai cái duyên sự, câu 143 và 144 liên quan đến một cái vị tỳ khưu tên là Bilotika, Bilotika Korat. Câu số 145 liên quan đến một cái vị sa di tên là Sukha. Vị sa di tên là Sukha. Thì tiếp theo sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nhau ôn lại ba câu kệ ngôn pháp cú này và ôn lại hai cái duyên sự tóm tắt để chúng ta có thể mường tượng cái hoàn cảnh mà Đức Phật Ngài đã nói lên
ba câu kệ ngôn này đến cho hội chúng tại thời lúc và sau khi mà chúng ta ôn tập như vậy đó thì lại nhớ kinh điển cũng như là chúng ta nhớ lại những cái bài học mà chúng ta đã được nghe, đã được học ở những cái bài giảng trước đó. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nhau ôn tập ạ. Xin mời vị đầu tiên. Không biết vị nào đang giơ tay. Nhà cô Pháp Nguồn Lầu Cai. Dạ, xin mời cô. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu. Dạ, con xin phép được ôn bài 143 đến 145. Con cảm ơn cô cho bài ạ. Dạ, con xin phép được đọc. Hiri ni se tho puri so ko chi lo kas meng gui cha ti yonin dang apa po te ti aso pa ro kas sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kể. Con xin phép thật lại. Hirini se tho puri so ko chi ko lo ka meng i cha ti yo ni dang a pa po the ti aso paro ka sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thiện tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc bài 144 á. Aso yatha taro kasani vittho atapino sangwegino phagwatha sathayasilena cha viriyena cha samathina thamma vinicchayena cha sampanna vicca charana patissatta chahisattha dukkhang dukkhami midang anappakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm. Đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ ạ. Asoyatha taro kamani vitho atapino samwe gino phagvatha sataya silena cha viriye na cha samathi na thamma vinicchan yena cha sampanna vicchara na patissata chahi satta dukkhang anappakam. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm. Đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đọc luôn duyên sự của bài 143-144. Một thanh niên nghèo khổ tên là Pí Lô Tí Cá Khố Rách. Chỉ có một bộ đồ rách và một cái tô bể để xin ăn. Sau khi được Ngài Ananda khuyến khích chọn
cuộc sống mới. Anh ta đã treo tất cả tài sản của mình trên cây, rồi đến chùa xin thọ lễ xuất gia. Sau đó, vị tỳ khưu Pí Lô Tí Cá đã thọ hưởng lợi lộc quá đầy đủ nên đã sinh tâm dễ duôi. Thầy phải nhiều lần nhớ đến cuộc sống khó khăn trước đó để tự nhắc nhở mình và cảnh tỉnh lại. Cuối cùng, thầy đã chiến thắng sự cám dỗ, biết chi tốt trong vật dụng. Thầy gia công hành thiền quả A-la-hán. Phật dạy những lời trên để giảng về người biết chế và điều phục bản thân. Dạ, hết ạ. Con xin được đọc bài 45 ạ. U đắc cảnh hina dần ti nê tích Nettika Usukara Namayanti Techanang Darum Namayanti Techaka Attanang Damayanti Supata. Người chỉ thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tử điều thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã con xin được kể. Uda canh hi na yan ti ne ti ka u su ka ra na ma yan ti te cha nang darum na ma yan ti te cha ka atanang da ma Yanti Supata. Người trị nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều thân. Bản dạy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được đọc phần duyên sự. Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, cậu tên là Sukha, có đầy đủ những phước báu do công đức thù thắng mà cậu đã tạo trong kiếp quá khứ. Cậu đã cúng dường thức ăn duy nhất của mình đến chư Phật độc giác sau 3 năm làm công. Ngày kia, trong khi đi trì bình khất thực với thầy của mình, Ngài Sariputta, vị Sarisukha, trông thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung nỏ uốn nắn mũi tên, cho ngay thấy thợ mộc làm bánh xe. Những cảnh tượng ấy gợi ý cho cậu nghĩ đến việc kiểm soát thân tâm của mình như những người thợ kiểm soát vật vô tri. Vị gia di xin phép thầy được trở về phòng để cố gắng tham thiền và đắc được quả A-la-hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình. Dạ con đã đọc và kể xong hết rồi ạ. Dạ con xin phép được xuống mic. Con mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn sít Phật nguồn Lào Cai. Dạ, cảm ơn sít. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con kính ảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu số 143. Hí ri ni se thô phú ri so cô chí lô cát miên quyết chá tí dô ni đăng á pá bồ thề tí Aso patro ca sa mi quá hi ri ni se tho phu ri so ko chi lo cat min quyết cha tí yo nin đằng a pa bồ thề tí Aso patro ca sa mi quá thật khó tìm ở đời người biết thiện thẹn tự chế biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế
biết tránh né chỉ trích, như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin đọc câu 114. Atso yatha patro kasami vittho atapino samvedino pavatha sattha yasile nacha viriye nacha samathi na thamma vinicca ye na cha sampanna vicca charana patissata chahit sattha dukkha midam anapakam atso yatha patro kasa nivittho ata pino sawe gino bhava tha sak tha ya sile na cha viriye na cha sama thi na thamma vinicca ye na cha sammana vicca cha rana patit sata cha hit sa tha dukkha mi đăng anap ba căn. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn. Thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính thiền định cùng trạch pháp, đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin đọc viên sự câu số 143 và 144. Một thanh niên nghèo khổ tên là Pí Lô Tí Cá Khú Rách, chỉ có một bộ đồ rách và một cái tô bể để xin ăn. Sau khi được Ngài Ananda khuyến khích chọn cuộc sống mới, anh ta đã treo tất cả tài sản của mình lên cây, của mình trên cây, rồi đến mùa chùa xin thọ lễ xuất gia. Sau đó vị tỳ khu Pí Lô Tí Cá đã thọ hưởng lộc quá đầy đủ nên đã sinh tâm dễ vui. Thầy phải nhiều lần nhớ đến cuộc sống khó khăn trước đó để tự nhắc nhở mình và cảnh tỉnh lại. Cuối cùng thầy đã chiến thắng sự cám dỗ, biết tri túc trong vật dụng. Thầy gia công hành thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy những lời trên để giảng về người biết hổ thẹn, tự chế và đức chuyên cần để vượt qua, vượt khó và điều phục bản thân. Và hết. Và con đọc câu 145. U đá canh hí ná dành tí nét tí ca u sú ca ra ná dành tí tê chá năng đa rung ná má dành tí táp chá ca át ta năng đá má dành tí súp bá đà ta u đá canh tí u đá canh hí ná dành tí nét tí ca u sú ca ná má tí tê chá năng đa rùm ná má dành tí át ta năng đá má dành túc ba đà. Người trị thủy dẫn nước
kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, mật tự điều điều thuộc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, mật tự điều điều thân, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, cậu tên là Xú Khá, có đầy đủ những phước báo do công đức thù thắng mà cậu đã tạo trong kiếp quá khứ. Cậu đã cúng dường thức ăn duy nhất của mình đến chư Phật độc giác sau 3 năm làm công. Ngày kia khi đi trì bình khất thực với thầy của mình, Ngài Sariputta, vị Sa Di Xú Khá trông thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm của họ uống nắng tên cho ngay, thấy thợ mộc làm bánh xe. Những cảnh tượng ấy gợi ý cho cậu nghĩ đến việc kiểm soát thân tâm của mình như những người thợ kiểm soát vật vô tri. Vị Sa Di xin phép thầy được trở về phòng để cố gắng tham thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình. Và hết, và cộng nhân đã đọc bài xong. Minh Mười Măng Tay của Sít Sương Mai. Dạ, kính cảm ơn cô Cẩm Vân, con sư Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư Mai. Kính chào chư quý thiện hữu. Con xin đọc pháp cú 143 và 144. Hi ri ni sa tho pu ri so ko chi lo kas min vi chat ti yo nin dang ap a ba a babo tetti aso fatro kasami wa aso yatha fatro kasani witho a tapino samwe rino fawata sattaya silena cha viriye na cha samathina thamma vichit cha yena cha sampa sambanna vi cha cha ra na patista ya ya hi hissa dukkha midang anapakkang. Một thanh niên nghèo khổ tên là Pilotika, chỉ có một bộ đồ lách và một cái tô bể để xin ăn. Sau khi được ngài Ananda khuyến khích chọn cuộc sống mới, anh ta đã treo tất cả tài sản của mình lên trên cây, rồi đến chùa xin thọ lễ xuất gia. Sau đó vị tỳ khu Pilotika đã thọ hưởng lợi lộc quá đầy đủ nên đã sinh tâm dễ vui. Thầy phải nhiều lần nhớ đến cuộc sống khó khăn trước đó để tự nhắc nhở mình và cảnh tỉnh lại. Cuối cùng thầy đã chiến thắng sự cám dỗ, biết tri túc trong Phật dụng thầy gia tăng hành thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy những lời trên để giảng về người biết hổ thẹn tự chế và đức chuyên cần để vượt khổ và điều phục bản thân. Và con xin đọc câu 145. Utha cách khan hi na yan ti net ti ka ma ya yan ti ti ta ya na ma ti tắc chất ca át ta năng đà ma dành tí sắp ba đà sắp ba ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều thân. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức, Hòa Thượng Minh Châu. Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, cậu tên là Xuất Ca, có đầy đủ những phước báo do công đức thù thắng mà cậu đã tạo trong kiếp quá khứ. Cậu đã cúng dường thức ăn duy nhất của mình đến chư Phật độc giác sau 3 năm làm công. Ngày kia, trong khi đi trì bình khất thực,
giới thầy của mình là Ngài Sariputta. Vị Sa Di xuất ra trông thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung, nó uốn nắn mũi tên cho ngay, thấy thợ mộc làm bánh xe, tưởng ấy gợi ý cho cậu nghĩ đến việc kiểm soát thân tâm của mình như những người thợ kiểm soát vật vô tri. Vị Sa Di xin phép thầy được trở về phòng để cố gắng thâm thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình. Dạ, con kính nhân mình. Sư Mai kính nhân mình đến chị Tina, cô Tina. Dạ. Nam mô Bụt Tha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Kha Yết. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Trại Duyên và cô tu nữ Tham Ma Chất Rít. Và con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 143. Hiri Nise Tho Puriso Ko Chi Lo Khas Min Wit Chati Yonin Dang Apa Po Thê Ti Aso Phát Rô Khas Sa Mi Wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiri ni se thu ri su ku chi lo khan min win cha ti yo nin dang a bam po te ti an su phan tru ka sa mi wa. Hiri ni se thu pu ri su ku chi lo khan min win cha ti yo nin dang a pham po te ti an su pha chu ka sa mi wa. Tích truyện của câu 140. Con xin phép đọc câu pháp cú số 144. Asu yatha phatro kasa niwitho atapino sangwe kino phawatha santha yasile nacha viriye nacha samathina thamma vinichcha ye nacha sampan na vincha charana patisata chahisata đúng khám mít mít đằng anh ba cần aso yatha pha tro ca sa ni win thu ata pi no sang quê ki no pha hòa tha san tha ya si lê na cha vi ri ye ne cha sa ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha sam pa pan na win cha Charana Patisata Chahisata Dungkha Mitang Niềm chạm rồi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. An su ya tha phan tru tha sa ni win thu a ta pi no sang ve ki no pha wa tha san tha ya si le na cha vi ri ye na cha sam ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha sampanna vincha charana patin sata chahin santha dung khami dang anam bhagam an so yatha phan chu ka sa ni vinang ve pha hoa tha santhaya si le na cha viriye na cha sammati na tham ma vi nin cha ye na cha
sampanna vinca charana patinsata chasathatu thamidang anampakam. Tích truyện của 143 và 144. Một thanh niên nghèo khổ tên là Polotika khổ rách, chỉ có một bộ đồ rách và một cái tô bể để xin ăn. Sau khi được ngài Ananda khuyến khích chọn cuộc sống mới, anh ta đã treo tất cả tài sản của mình trên cây rồi đến chùa xin thọ lễ xuất gia. Sau đó vị tỳ khu Polotika đã thọ hưởng lợi lộc quá đầy đủ nên đã sinh tâm dễ vui. Thầy phải nhiều lần nhớ đến cuộc sống khó khăn trước đó để tự nhắc nhở mình và cảnh tỉnh lại. Cuối cùng, thầy đã chiến thắng sự cám dỗ, biết tri túc trong vật dụng. Thầy gia công hành thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy những lời trên để giảng về người biết hổ thẹn, tự chế và đức chuyên cần để vượt khó và điều phục bản thân. Dạ thưa, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ đại đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Quang Thanh đã chú ý nghe rõ. Dạ, bây giờ tự dưng xin đọc kinh Pháp Cú số 1. Alo, alo. Cho bài học dùm cô Như Pháp hay là cô Rạng Đông cho bài học dùm, vì cái bài học nó chạy qua tự nhiên không có thấy bài học. Alo, 1234, 1234. Không có bài học, không thấy bài học. Dạ, Như Pháp xin lỗi cô tu nữ tại riêng. Dạ, mời Thiên Na tiếp tục câu 45 xa ơi. Dạ, mời cô tu nữ thầy duyên trở lại. Dạ, mời Thiên Na. Ồ, dạ, vậy con xin phép được đọc tiếp. Vậy con kính mời cô tu nữ thầy duyên. Dạ, vậy con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 145. Dạ. Câu Pháp Cú 145. Udakanhinayantinetika Usukara namayanti techanang Darunamayanti tatchaka Antanang Damayanti supata Udakanhinayantinetika Usukara namayanti techanang Darun namayanti tatchaka Antanang damayanti supata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Udakanhi Usara namayanti te chanang Darun namayanti tanjaka Antanang damayanti sumpata. Tích truyện của câu 145. Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, cậu tên là Sukha, có đầy đủ những phước báo do công đức thù thẳng mà cậu đã tạo trong kiếp quá khứ. Cậu đã cúng dường thức ăn duy nhất của mình đến chư Phật độc giác sau 3 năm làm công. Ngày kia, trong khi đi trị bình thất cực với thầy của mình, ngài Sariputta, vị sa di xuất khác, trông thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung nỏ uống nắng mũi tên cho ngay, thấy thợ mộc làm bánh xe.
Những cảnh tượng ấy gợi ý cho cậu nghĩ đến công việc kiểm soát thân tâm như những người thợ kiểm soát vật vô tri. Vị Sa Di xin phép thầy được trở về phòng để cố gắng tham thiền và đắc được quả A-la-hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ thưa con kính mời cô tu nữ tại duyên. Dạ sa thú kính cảm ơn Tina. Dạ bây giờ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và dạ, kính tri ân đại đức. Dạ bây giờ tự nhiên xin đọc bài mà bà chạy qua rồi nữa. Để tự nhiên kéo xuống thử 143 chạy ra mất tiêu. Bây giờ để tự nhiên kéo xuống lại, hay là cô Như Pháp post lên dùm bài 143 rồi, cảm ơn. Và bây giờ thì Yên xin đọc bài 143. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo kas min vi cha ti yo ning dang a ba bo the ti as so phat ro kas sa mi wa. Hi ri ni se tho hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas in vi cha ti yo ning nang a pa po the ti a so pha tro ka sa mi. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. 144 Sô Dạ Tha Phá Rô Cát Sa Ní Uy Thô A ta bi no sam quê ni ro phát hòa tha sa tha ya si lê na cha quy ri ye na cha sa ma thi na tham ma quy ni cha ye na cha sa ma na quy cha cha ra na ba tích sa ta cha hi sa tha đúc kha mi đăng a nắp ba căng. Aso yata patro kasa nivito atapino samgwe gino pawata sata yasile nacha sata yasile nacha vire vire nacha Samatina samma winit cha yena cha sambanna wicca carana batik sata jahi sata dukkha midang anapakang. Atso yatta patro kassa ni vitho atapino samwe nitro phakwatha satta yasile nacha viriye nacha samadhi na thamma vinicca ye nacha samban na vicca charana batisata chahit satta dukkha middang annapakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn. Thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, bây giờ ta đọc duyên sự.
một thanh niên nghèo khổ tên là Bilotika. Khu rách chỉ có một bộ đồ rách và một cái tô bể để xin ăn. Sau khi được ngài Ananda khuyến khích chọn cuộc sống mới, anh ta đã treo tất cả tài sản của mình trên cây, rồi đến chùa xin thọ lễ xuất gia. Sau đó vị tỳ khưu Bilotika đã thọ hưởng lợi lộc quá đầy đủ. Tâm thầy phải nhiều lần nhớ đến cuộc sống khó khăn trước đó để tự nhắc nhở mình và cảnh tỉnh lại. Cuối cùng, thầy đã chiến thắng sự cám dỗ, biết tri túc trong vật dụng. Thầy gia công hành thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy những lời trên để giảng về người biết hổ thẹn, tự chế và đức chuyên cần để vượt khó và điều phục bản thân. Dạ hết. Câu 145. Udakanhi na yanti netika usukara namayanti te chang darun namayanti tat chaka atta nang namayanti sup ba ta udakanhi hinayanti netika usukara namayanti te chanang darun namayanti tat chaka atanang namayanti subbata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, cậu tên là Xuất Khá, có đầy đủ những phước báo, có công đức thù thắng mà cậu đã tạo trong kiếp quá khứ. Cậu đã cúng dường thức ăn duy nhất của mình đến chư Phật Độc Giác sau 3 năm làm công. Ngày kia, trong khi đi trì bình khất thực với thầy của mình, ngài Sariputta, vị Sa Di Xuất Khá trông thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung nỏ uống nắng mũi tên cho ngài, thấy thợ mộc làm bánh xe. Những cảnh tượng ấy gợi ý cho cậu nghĩ đến việc kiểm soát thân tâm của mình. Như những người thợ kiểm soát vật vô tri, vị Sa Di xin phép thầy được trở về phòng để cố gắng tham thiền và đắc được quả A-la-hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình. Dạ hết. Dạ cảm ơn Đặng Nông. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Quang Thanh. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Là con kính cảm ơn cô tư nữ tự duyên. Dạ, có giảng đông có nghe được tín hiệu con không ạ? Dạ, con cảm ơn cô tư nữ Như Pháp. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt và con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tư nữ, con kính lễ cô tư nữ tự duyên của cô tư nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú. Dạ, cảm ơn Tina Nguyễn 123. Dạ, con cảm ơn cô tu nữ Như Pháp đã bắt bài. Hiri ni se tho buriso ko chi lo kat minh ki chati
rô nin đăng a ba bồ thề ti át sô phát rô ca sa mi hoa hi ri se thô bù ri sô cô chi lô cát minh quỷ cha ti dù nín đăng a bà bồ thề ti át sô phát rô ca sa mi hoa. Thật khó tìm ở đời người biết thiện tự chế, biết thế chỉ trích như ngựa hiền. Trần dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin đọc câu pháp cú 144. Atsuratha Phatro Kasa Nikvitho Atabino Sang Vevino Phagwa Phác hòa tha sàn sát thà ra xì lề na cha quy ri rề na cha sa ma thi nà ma ki nik cha rề na cha sàm bàn na quy cha ra nà ba tít sa tà cha hít sa thà đúc kha mi đằng a na ba căng như ngựa hiền chạm Atsuratha pha ro kat sa ni quit tho atabino sang we ki no pha wa tha satara si le na cha quy ri na cha Samatina dhamma kvinikcha rena cha Sambanna kvinkcha rana batit sata Chahit sata dukkha midang anambakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô thượng. Lấy của mật dịch Hưởng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc duyên sự 143 và 144. Một thanh niên nghèo khổ tên là Bí Lô Tí Cá khổ khố rách, chỉ có một bộ đồ sách và một cái tô bể để đi xin ăn. Sau khi chọn một cuộc sống mới, anh tặng sản của mình trên cây, rồi đến chùa xin thọ lễ xuất gia. Sau đó thì tỷ kiêu Bí Lô Tí Cá họ hưởng lợi lộc quá đầy đủ nên lễ ruột thầy phải nhiều lần nhớ đến cuộc sống. Nhớ đến cuộc khó khăn trước đó để tự nhắc nhở mình và cảnh tỉnh lại. Cuối cùng thầy đã chiến thắng sự cám dỗ và biết chi túc trong vật dụng. Thầy ra công hành thiền và đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy những lời trên để giảng về người biết hổ thiện, tự chế và đức chuyên cần để vượt khó và điều phục bản thân hết ạ. Dạ con xin hết con. Dạ cho cô Như Pháp cho con xin câu pháp cú 145. Dạ con kính cảm ơn cô Pháp. Đa cành hi na ran ti ne ti ca u su ca ra na ma ran ti te cha nang đa rung na ma ran ti tech cha ca at ta nang đa ma ran ti su ba ta U đa canh hi na ran ti net ti ka ukara na ma ran ti te cha nang da rung ma na ma ran ti tách cha ka at ta nang da na ran ti sup ba ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều thân. Đấy là Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ, con xin đọc pháp cú duyên sự của 145. Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, cậu tên là Xú Tá, có đầy đủ những phước báo do công đức thủ thắng mà đã tạo trong kiếp quá khứ. Cậu đã cúng dường thức ăn duy nhất của mình đến chư Phật độc giác sau 3 năm làm công. Ngày kia trong khi đi chỉ bình khất thực với thầy của mình, ngài Sariputta, vị Sa Di Xú Khá trông thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung tên cho ngay, thấy thợ làm bánh thử với. Những cảnh tượng ấy gợi cho cậu nghĩ đến việc kiểm soát thân tâm của mình như những người thợ kiểm soát vô tri. Vị Sa Di xin phép thầy được trở về phòng để cố gắng tham thiền và đắc được quả A-la-hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai thì mong quý sư và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con kính cảm ơn cô Như Pháp đã bắt bài, và con kính cảm ơn cô Dạng Đông đã góp hiến sự. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Văn Thành rất nhiều. Ôi, sao rất mất rồi. Dạ, cảm ơn Thina, cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con thấy đồng hồ còn có mấy phút. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ Đàng Đàng để đúc kết bài học ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, con kính nhân minh đến sư. Dạ, sa thú lành thai. Ngày hôm nay các vị, chúng ta thấy ôn tập ba câu kệ ngôn pháp cú với hai cái duyên sự thì cũng vừa đủ thời gian. Dạ, vừa đủ thời gian chứ không có quá nhiều, cũng không có quá là ngắn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ ôn tập được trọn vẹn một cái buổi học. Thay vì lúc trước thì chúng ta không có chọn từng câu, thì chúng ta lại không có ôn tập trọn vẹn, chúng ta chỉ nghe chỗ này, nghe chỗ kia. Ở trong ba câu kệ ngôn pháp cú này, đặc biệt là câu kệ ngôn pháp cú số 143 và 145 đó thưa quý vị, tích của Sa Di Xú Khá đó. Nhưng mà cái tích của ngài Sa Di Xú Khá thật sự ra thì nó cũng trùng lập với vị Sa Di, một cái vị Sa Di hình như là Pandita. Nhưng mà cái điều đáng nói ở trong cái duyên sự này đó là cái tiền kiếp của cái vị Sa Di Xú Khá này phải nói rất là hay luôn. Đúng rồi, giống với cái duyên sự của ngài Sa Di Pandita. Ở trong cái tiền kiếp của vị Sa Di Xú Khá này mà chúng ta vừa nhắc lại trong cái phần tóm tắt đó, là do cái công đức thù thắng ở trong quá khứ ngài đã tạo đó. Cái công đức thù thắng ngài đã tạo trong quá khứ đó là dâng cái phần thức ăn mà mình làm được trong 3 năm dâng đến các ngài, các vị độc giác đó. Phải nói rằng điểm là đáng mình họ nói gương theo. Cũng còn rất ít thời gian cho nên Tịnh Đạt xin được tóm tắt thế này. Thì làm công không 3 năm, không có lấy tiền công, để mà đổi lấy một cái bữa cơm thịnh soạn của một vị trưởng giả. Thay vì hưởng thụ cái ngày công, cái ngày bữa cơm thịnh soạn đó, thì cái vị thanh niên đó đã dâng cái bữa cơm đó cho một cái vị độc Phật độc giác. Và anh ta nghĩ rằng đó, vì kiếp trước ta không bố thí nên kiếp này phải làm công
không 3 năm ở nhà người khác để được một bát cơm ngon. Bữa cơm này chỉ hộ trì cho ta trong một ngày đêm mà thôi. Nếu ta đem cúng dường đến vị trưởng lão này, ắt nó sẽ hộ trì cho ta trong vô số 10.000 triệu kiếp. Thế thì ta sẽ dâng cúng đến đó cho ngài. Một cái suy nghĩ rất là tích cực, một cái suy nghĩ rất là người có cái trí tuệ về cái nhân quả nghiệp báo. Cho nên á, trong cái thời gian mà chúng ta sống đó, chúng ta thấy có những cái khó khăn xảy đến cho mình, có những cái bất lợi xảy đến cho mình, hay là có những cái túng thiếu, thì chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta cần phải bòn phước thêm, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà trong cái thời gian trong tương lai nó sẽ được cải thiện. Đó là một cái cách suy nghĩ rất là tích cực. Thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa để tiếp tục cho cái buổi sinh hoạt này. Tuần sau nếu như không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ qua phẩm cái là phẩm lão Chara Quốc Gá, thì chúng ta sẽ ôn tập câu kệ ngôn pháp cú số 146 và câu số pháp cú số 147. Và một lần nữa xin được kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày và một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Sa thủ, sa thủ. Sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã thọ, đã trao truyền tâm quy và hướng dẫn chúng con ôn bài ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt